Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online và quay trở lại với một loạt series về ngôn ngữ lập trình SQL cho dòng BLCS 7200 và BLCS 7500 trên phần mềm TEA Bọc Tô. Thì video bài bát 40 thì chúng ta đã học về truyền thông Modbus TCP/IP đúng không ạ? Của BLCS 7200-5 mà sử dụng với ngôn ngữ lập trình SQL rồi. Đấy, và bài bát 41 thì vừa rồi thì chúng ta đã làm quen được cái phần là cách sử dụng hàm con với sử dụng là ngôn ngữ lập trình SQL rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một chủ đề mới, đó chính là truyền thông Modbus RTU. Thế thì do đây là cái chủ đề về làm truyền thông Modbus RTU mà viết trên ngôn ngữ SQL á, nên thì admin chỉ hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình SQL thôi. Còn các anh chị nào mà muốn hiểu chi tiết hơn nữa về truyền thông Modbus thì các anh chị có thể đăng ký khóa học về mảng truyền thông công nghiệp. Thì trong đây nó sẽ có về mảng Rofinet, mảng Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Rofinet IO, Rofibus và UDP, TCP gì đó và web server và data logging. Thì đấy là cái phần mà gì đó là cái phần mà chúng ta hiểu rõ hơn về mảng ha. Đó. Thế thì ngày hôm nay thì admin sẽ hướng dẫn cho các anh chị trên nền tảng mà Modbus RTU mà chúng ta viết dạng letter rồi đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cách dùng của nó với trên là gì SQL thì như thế nào. Đấy, thì các anh chị có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên, chúng ta vào một cái mục là Modbus RTU này. RTU ha. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có là rất là nhiều bài toán về lập trình, thì các anh chị nếu mà chưa quen thì các anh chị có thể vào đây các anh chị tham khảo ha. Đấy, video này gần 1.000 lượt like cơ. Đấy, anh chị lưu ý ha. Rồi, để không mất thời gian cho các bạn nữa thì ngày hôm nay chúng ta đi lập trình Modbus RTU dùng ngôn ngữ lập trình SQL thì viết code như thế nào. Ở đây là admin đang có một cái đoạn mà gì ạ? Một cái đoạn mà dành cho letter. Thế thì admin có một cái con là CB1241-S455 ở đây. Thì các anh chị click vào đây các anh chị xem này. Nó đang được cấu hình là gì ạ? Nó đang được cấu hình là tốc độ bao là 9600. Parity là no parity, data bit là 8 bit, số tốt bit bằng 1, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta đã cấu hình nó như thế này, đúng không? Và cái phần hạt que bọt của nó là 270. Đấy. Thế thì đối với cái phần mà Modbus cam loát thì chúng ta kéo nó ra là first scan đây đúng không? Giống như các video này thôi, đúng không? Khủng first scan ha. Rồi, bọt này, bọt là 270. Đấy, anh chị nhìn thấy là 270. Đó. Thì tốc độ bao là 9600, 3T bằng 0. Rồi Modbus Master DB2 đây. Đấy, thì cái này thì các anh chỉ hiểu rồi đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàm Modbus Master. Thì Modbus Master thì tôi cho là cứ 0,5 Hz thì mod bằng 1 đọc một lần. Địa chỉ slave là bằng 1 đúng không ạ? Và tôi đọc địa chỉ bắt đầu là từ 4004, data length bằng 3. Thì ở đây thì admin, giả sử admin làm cái con biến tần ABB đi ha. ACS 550. Thế thì admin đọc từ cái thanh ghi này, status cuộc này, 4005 là frequency này, 4006 là current này. Đấy. Thì admin đọc một cái dữ liệu là data đây, là bao gồm có status cuộc, frequency và current. Đấy ha. Và cơ bản thì chúng ta sẽ làm như thế này, đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ kéo cái thằng là chúng ta sẽ kéo cái thằng DB3 bên này qua ha. Thì như vậy là chúng ta đã làm một cái ngôn ngữ lập trình ladder mà để cho đọc cái dữ liệu từ biến tần ABB. Còn nếu như chúng ta muốn ghi dữ liệu xuống thì bắt đầu từ địa chỉ 4001 và mode ở đây thì bắt đầu là chúng ta sẽ chuyển bằng 1, đúng không? Thì đấy là ngôn ngữ lập trình ladder ha. Đấy thì admin không không nói sâu về cái chủ đề này mà admin nói là nếu như chúng ta chuyển qua SQL thì chúng ta viết code như thế nào. Đầu tiên để viết code qua dạng SQL thì chúng ta vào đây chúng ta insert SQL nằm đây này. Đấy, chúng ta insert SQL nằm đây ha. Sau khi được như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo cái hàm Modbus cam loát trước đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào cái phần là instruction đúng không? Communication này, Modbus đây này, chúng ta sẽ vẫn gọi cái thằng Modbus cam loát ra. Chúng ta chọn ok thì kể nó ha. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện những cái kiểu dữ liệu như thế này. Đấy, nó sẽ xuất hiện những cái kiểu dữ liệu như thế này. Thì đầu tiên ở đây là request, cái chân request ở đây thì chúng ta cho nó là cái biến là gì? First scan. Thì chúng ta để đây là first scan này. Đấy, chúng ta để cái biến là first scan đúng không?
Bọt ở đây là bọt gì ạ? Bọt ở đây là chúng ta là có là 270. Đúng không? Bọt ở đây hoặc là chúng ta sẽ gọi là gì? Chúng ta sẽ gọi là local gì ạ? Local. Local này ha. Local CBRS 241 đúng không? Đấy. Thì nó tương đương với thằng này thôi. Tốc độ bao thì ở đây chúng ta gọi là 9600 vô đây. Đấy, 9600. À, parity là 0. Đúng không ạ? Không. Còn mấy cái biến này thì các anh chỉ không cần phải ghi vô. Redbone tu thì chúng ta để là bao nhiêu như đây chúng ta không cần được đúng không? Ở đây thì nó hỏi chúng ta đăng. Đăng ở đây thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Modbus cam loát DB1 đúng không? Ở đây chúng ta chọn là DB1 này. Chúng ta chọn là chấm gì ạ? Chấm đăng. Đúng chưa? Rồi error thì tương tự chúng ta sẽ có là Modbus cam loát DB1 ở đây ha. Chúng ta chấm errors đúng không ạ? Rồi status cuộc thì ở đây thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có là Modbus cam loát DB1 chấm gì ạ? Chấm status. Đấy, đúng không? Đấy, thì đây chúng ta sẽ khai báo như vậy ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cái đoạn này thì đã xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ insert tiếp, chúng ta sẽ insert một cái đoạn SQL tiếp này. Chúng ta sẽ viết là nếu như error bằng 1 đúng không? Ở đây chúng ta sử dụng hàm if thôi. If gì ạ? Hoặc là gì ạ? Hoặc là if ở đây thì chúng ta sẽ có là if này. If là cái biến là gì ạ? Biến error ở đây ha, biến này chúng ta sẽ copy cái thằng này đi ha. Đấy, Ctrl C này. Đúng không? Ở đây chúng ta chọn nên chọn là gì? Chúng ta sẽ chọn là if then ha. Đấy, chúng ta chọn như thế này ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là hai thằng này, nếu như thằng này bằng bằng 1, đúng chưa? Thì gì ạ? Hoặc là bằng thôi. Đúng không? Thì gì ạ? Thì cái biến này biến là cam loát status. Đúng chưa? Copy này. Cái biến gì? Biến m của tag 2 đúng không? Cái biến tag số 2 này. Chúng ta sẽ có là gì ạ? Tag số 2, đúng chưa? 2 chấm bằng. Và chấm phẩy, đúng không? Đấy, có nghĩa là nếu như mà cái biến modbus cam loát error bằng 1 thì cái biến là tag 2 này nó sẽ move vào cái giá trị status, sẽ move vào cái tag 2 đó, thì là enif cái thằng này. Đó, đúng không? Và sau khi được như vậy thì chúng ta sẽ xóa cái đoạn code này đi. Đấy, đúng không? Chúng ta đoạn code này chúng ta còn một cái là modbus db nữa nhé. Đấy. Thì chờ đây chính là chúng ta sẽ gọi cái thằng kia ra. Rồi tương tự như thằng này ở đây thì chúng ta sẽ insert SQL nằm đây. Đúng không? Insert SQL này. Đúng không? Ở đây thì tương tự như vậy chúng ta vào struct này. Chúng ta vào là communication modbus đúng không? Chúng ta chọn là modbus master qua đây. À, ok. Rồi, sau khi được như vậy rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy là modbus master DB1. Đúng không? Chúng ta sẽ copy cái thằng này này. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta đưa qua cái thằng này thôi. Đúng chưa? Thành là modbus master DB1 nằm đây. Ok chưa? Rồi sau đó là gì ạ? Sau đó là chúng ta sẽ có là modbus address là chúng ta cho là cài cho biến tần bằng 1 đi. Modbus mode thì chúng ta đây là chúng ta sẽ gọi là modbus master DB1 này. Modbus master DB1 đúng không? Chúng ta chấm chấm mode vậy. Tại vì có lúc chúng ta sẽ bằng 0, có lúc chúng ta bằng 1. Với data address ở đây là chúng ta là cho là 40004 đúng không? 4 data address chúng ta gọi đây là 40004 luôn. Đúng chưa? Data length ở đây chúng ta cho bằng 1 luôn. Đấy, được chưa? Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là modbus master db1 đăng, đúng không? Modbus master db1 chấm đăng. Đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ có là modbus master db1 chấm bg đúng chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có là modbus master
db1.eros. Eros đúng không? Hoặc là đây chúng ta sẽ có là modbus master db1. Ở đâu? Modbus master mà. Đúng không? Chấm status. Đấy, đúng chưa? Rồi còn cái thanh ghi mà data BTR ở đây thì chúng ta lấy từ cái thằng này thôi. Data là status đây thì có hai cách, một là chúng ta lấy từ đó, còn không chúng ta sẽ lấy từ đây. Chúng ta sẽ lấy từ đây cũng được. Đấy, chúng ta sẽ lấy từ đấy. Được chưa? Đấy, đấy như vậy là chúng ta đã khai báo xong. Đúng không ạ? À còn cái thằng cái chân request ở đây thì chúng ta sẽ cho nó là gì ạ? Clock. Clock gì ạ? Clock 0.5 hz. Đấy, đúng chưa? Thì nó đã hết lỗi rồi đúng không? Rồi sau đó là chúng ta cái đoạn này thì viết if thì viết không, không thì chúng ta sẽ ở đây thì chúng ta sẽ viết tiếp một cái hàm nữa đúng không ạ? If này. Đấy. If là modbus master db error bằng 1. Đúng không? Chúng ta cho copy thằng này này. If này. Đấy, thằng này bằng 1. Thì chúng ta có cái biến status của thằng này. Chúng ta mua cái biến status của thằng này. Copy. Thằng này là thằng tag 3 chứ. Chúng ta sẽ có là tag 3 này. Tag. Tag 3. Đúng chưa? 2 chấm bằng cái thằng này. Và chúng ta còn chấm phẩy nằm đây. Đấy. Thì tương đương cái bản code này, nó sẽ tương đương cái bản code bên trên là như thế này. Và chúng ta sẽ ghi xóa cái thằng này đi thì chúng ta đã có một cái hàm là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái hàm là modbus master mà chúng ta gì ạ? Chúng ta sử dụng gì ạ? Sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL ha. Đấy, đúng không? Đây. Đấy, cơ bản thì nó chỉ có như vậy thôi, cũng khá là đơn giản ha. Đây. Đây, như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái đoạn code mà gì ạ? Truyền thông modbus RTU giữa BLCS 7200/5 với biến tần ABB ACS 550 sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL. Thì các anh chị nào mà muốn dạ, muốn tìm hiểu rõ hơn về cái cách truyền thông modbus và hiểu rõ hơn vì sao lại đọc các thanh ghi ở đây vì sao là chúng ta sẽ đọc các thanh ghi hay là ghi các thanh ghi như thế này thì các anh chị có thể xem thêm video này. Video này thì admin nói cụ thể hơn, chứ còn video này thì admin muốn chỉ muốn là gì, chuyển đổi từ ladder qua modbus qua SQL thôi, chứ còn admin mà nói rõ, nói sâu hơn nữa về cái phần đó thì nó hơi thừa, bởi vì là đã có những cái video như thế này rồi. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ học với ngôn ngữ khác thôi. Rồi, thì đấy là cái nội dung bài học ngày hôm nay. Đấy, hoặc là các anh chị nào muốn đăng ký hay học thêm về modbus thì trong này có bài về truyền thông modbus RTU giữa BLCS 7200 với biến tần ABB luôn này, ACS 550 luôn này. Đấy, lúc đó chúng ta sẽ xem rõ hơn. Thì ở đây viết theo ngôn ngữ ladder thôi ha. Thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm đang có 4 khóa về BLGS 7200/5 WinCC HDMI. Thì bao gồm là gì? Bao gồm là khóa học về BLGS 7200/5 WinCC HDMI cơ bản và nâng cao và mảng nền công nghiệp tặng kèm là 300-400. Thì hiện tại bây giờ đang được giảm giá full 4 khóa học này là 690k. Và đồng thời bên trung tâm vừa khai giảng thêm 2 khóa học đi trước và đón đầu xu hướng công nghệ mới thời đại công nghiệp 4.0, đó là về WinCC Unify kết hợp với Java Script. Thì các anh chị có thể click vào đây, các anh chị xem thêm các nội dung các bài giảng ha. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ vào cái mục là danh sách phát ở đây. Chúng ta sẽ có cái phần là khai giảng khoa học lập trình WinCC Unify kết hợp với Java Script, hoặc là khoa học về BLCS 7200/5 300-400. Đấy, được chưa? Còn video ngày hôm nay của admin, đấy, xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.